Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trong mục nhật ký kỳ họp Quốc hội, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì thảo luận ở tổ. Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2020. Giám sát thực hiện nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại huyện Ân Thi. Khu dân cư Tây Thịnh đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền có nhiều sáng tạo trong giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì thảo luận tại tổ 8 gồm các đoàn Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông và Hưng Yên. Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật xây dựng để chấn chỉnh hoạt động xây dựng, ra soát bãi bỏ những thủ tục không phù hợp, tạo sự đồng bộ về chính sách pháp luật. Đại biểu đề nghị cần xem xét chú trọng hơn đến quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình ngầm. Về việc quy định giấy phép với các công trình ở nông thôn, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần có những quy định cụ thể. Hiện tại thì chúng ta này không thể quản lý, không đủ lực lượng để quản lý đầu tư xây dựng ở tất cả các công trình ở khu vực nông thôn. Do vậy tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo nên phải tính theo phương án là phải phân loại các loại công trình ở nông thôn ở mức độ như thế nào thì bắt buộc là phải có thiết kế sở và phải được cấp giấy phép. Chứ nếu như thế này chúng ta quy định chung thế này thì không biết công trình to hay công trình nhỏ, chỉ biết rằng đấy nhà ở riêng lẻ của người dân và mà không nằm trong vùng quy hoạch thì nhân dân muốn xây dựng kiểu gì cũng được. Dự thảo luật sửa đổi một số điều của luật phòng chống thiên tai bổ sung thêm hai loại hình thiên tai mới là sương mù và gió mạnh trên biển. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến băn khoăn, đề nghị làm rõ mức độ, tính chất của sương mù, gió mạnh trên biển khi được xác định là loại hình thiên tai. Cùng với đó, các ý kiến cho rằng việc bổ sung nội dung về điều tra cơ bản phòng chống thiên tai trong dự thảo lần này là cần thiết. Khi mà điều tra đột xuất hoặc là những cái nội dung của hàng năm thì tôi nghĩ rằng là bổ sung cho cái điều tra cơ bản. Và mục tiêu cuối cùng là chúng ta có một cơ sở dữ liệu để mà trên cơ sở đó là để mà coi như là phòng chống tác hại của thiên tai. Buổi chiều với đa số tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Đề án cho phép tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030. Thời gian còn lại của phiên làm việc, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia, Nghị định thư phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và một số nội dung liên quan đến vấn đề đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo báo cáo và tờ trình về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020. Qua 10 tháng triển khai, nhìn chung tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đạt kết quả khá so với bình quân chung của cả nước. Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2019 của tỉnh là trên 4.007 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2019,
khối lượng thực hiện khoảng 3.256 tỷ đồng, đạt trên 81% kế hoạch vốn, giải ngân 2.804 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch vốn. Dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân cả năm 2019 đạt 93,4%. Các đại biểu nghe báo cáo và thảo luận xem xét dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách địa phương năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu đối với lĩnh vực đầu tư công, các công trình đã hoàn thành, đã có khối lượng phải thanh quyết toán dứt điểm, không để nợ động. Đối với công trình khởi công mới, công trình chuyển tiếp cần cân đối nhằm bố trí đầu tư cho phù hợp. Để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi khang trang, các địa phương cần phải quyết liệt trong việc chỉ đạo đấu giá đất để có kinh phí. Chú trọng đến hết năm 2020, phải giải quyết dứt điểm đầu tư xóa nhà tranh, nhà xuống cấp cho các hộ nghèo, ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng tại những vùng chuyển đổi để thúc đẩy phát triển sản xuất. Cùng với đầu tư, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, ngành thuế tập trung thu ngân sách, xử lý tốt tình trạng nợ động thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu năm 2019. Các sở ngành địa phương phối hợp điều chỉnh quy hoạch đô thị phải đúng luật, đúng quy hoạch sử dụng đất, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các huyện cần xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, lựa chọn công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Vinh và Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua nghe báo cáo của lãnh đạo xã Quang Vinh và lãnh đạo huyện Ân Thi về công tác triển khai thực hiện hai nghị quyết trên và ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy biểu dương những kết quả mà đảng bộ các cấp trong huyện đã đạt được. Đồng chí yêu cầu trong thực hiện cần đề ra những công việc cụ thể, đi liền với đó là đổi mới phương pháp thực hiện, có nghị quyết cụ thể hàng năm về phát triển văn hóa con người, có nhận thức rõ về vai trò vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội, vì đây không phải là việc riêng của ngành văn hóa. Xây dựng đời sống văn hóa, con người cho tương xứng với phát triển kinh tế, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng văn hóa tại địa phương, tăng cường truyền thông về văn hóa tốt đẹp của quê hương đất nước, giáo dục truyền thống văn hóa cho giới trẻ, tránh những biểu hiện lệch lạc xa rời truyền thống tốt đẹp của quê hương, làng xóm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với sự đoàn kết của bà con nhân dân, khu dân cư Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại địa phương và vinh dự được đón bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 về thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Con đường này của khu dân cư Tây Thịnh trước đây rộng 1,2 mét, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Được sự tuyên truyền kêu gọi của lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận gia đình, cụ Phạm Văn Ngự đã tình nguyện hiến 80 mét vuông đất để mở rộng đường. Đến nay, đường được mở rộng ra 3 mét thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân. Gia đình nhà tôi hiến tặng mặt chiều ngang được khoảng cỡ 2 mét, chiều dài được khoảng cỡ 40 mét, tổng độ khoảng tầm 80 mét vuông và chặt cây cối đi để nùi vào để gọi là cùng bà con đi lại để cho nó được thuận tiện. Tổ hòa giải của khu dân cư cũng được thành lập hơn chục năm nay. Với tinh thần tự nguyện, các thành viên đã tích cực bám sát cơ sở và vận động hòa giải khi thôn xóm có vụ việc xảy ra nhằm mục đích đoàn kết, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp tại địa phương. Trung bình một năm, tổ hòa giải được 3 vụ việc. Trong thôn thì có gia đình nào mà có cái chuyện khúc mắc thì là tổ hòa giải tự nguyện rủ nhau đến thì là hòa giải tại gia đình để cho bà con đoàn kết lại và trong thôn không có vụ việc gì để xảy ra lớn. Trong khu dân cư chúng tôi thì đều là hưởng ứng thì rất tinh thần rất là cao, gần như 100% là tham gia để về cái công trình xây dựng nông thôn mới. Thế còn về đường xá giờ thì các công trình phúc lợi, chuyển đổi cây trồng thì phải nếu mà đi sớm là phải sớm nhất xã. Cùng với đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ kể trên, người dân tại các khu dân cư Tây Thịnh
còn tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu cho quê hương. Có thể kể đến như tổ làm vườn giúp nhau về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo. Với sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đời sống của bà con được ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%. Từ năm 2005 đến nay, khu dân cư liên tiếp được công nhận là làng văn hóa. Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm vừa tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019, 10 năm thành lập trường và đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương thành lập năm 2009, ban đầu với quy mô 6 lớp học với 270 học sinh. Đến năm học 2019-2020, nhà trường có 22 lớp với 983 học sinh. Trường có 44 cán bộ giáo viên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt từ 80% trở lên, nhiều năm đạt 100%. Học sinh đỗ đại học cao đẳng hàng năm từ 35% trở lên. Trải qua 10 năm thành lập, trường Trung học Phổ thông Hùng Vương đã phát triển không ngừng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân huyện Văn Lâm và một số vùng lân cận. Với kết quả nổi bật, trường Trung học Phổ thông Hùng Vương đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập giai đoạn 2009-2019. Với kinh nghiệm 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học cơ sở Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, luôn được các thầy cô giáo nể phục, học sinh yêu mến bởi cách giảng dạy sáng tạo và hiệu quả. Với kinh nghiệm cùng sự linh hoạt trong giảng dạy, những tiết học tiếng Anh của cô Huyền tạo sự háo hức trong mỗi bài giảng. Bắt đầu tiết học tiếng Anh bằng cách trò chuyện và tham gia một số trò chơi, cô Huyền mong muốn học sinh được ôn tập lại từ mới với cách học nhẹ nhàng và ít áp lực. Bên cạnh đó, việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực giảng qua PowerPoint sau mỗi tiết học đều triển khai một dự án để học sinh thuyết trình đã giúp các em thêm tự tin và bổ sung kỹ năng nghe nói, đọc viết. Trong năm học này, chúng em được tiếp cận với môn tiếng Anh bằng phương pháp giảng dạy của cô Huyền. Chúng em vô cùng thích thú. Điều mà em tâm đắc nhất trong mỗi unit đó chính là chúng em được tham gia dự án project và được thuyết trình với các bạn và thầy cô giáo về sản phẩm của nhóm. Điều đó làm cho chúng em cải thiện sự tự tin và cũng như là kỹ năng nói hơn. Không chỉ sáng tạo trong giảng dạy, cô Nguyễn Thị Huyền còn là thành viên tích cực tham gia công tác nghiệp vụ của huyện như bồi dưỡng học sinh của huyện đi giao lưu cấp tỉnh, tham gia đóng góp các sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng tại trường học, như kinh nghiệm thiết kế một số kỹ thuật dạy học tiếng Anh tích cực trên nền tảng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh thông qua dạy học tích hợp, hay sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết sinh hoạt. Đồng chí Huyền thì thực sự là một cô giáo tiêu biểu có trình độ chuyên môn vững vàng, và trong công việc thì đồng chí rất là nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Đặc biệt trong công tác giảng dạy thì đồng chí có niềm đam mê và rất nhiệt tình, say sưa trong công tác việc tự học tự rèn. Từ chỗ học sinh của nhà trường các em sợ và ngại học tiếng Anh thì đến nay các em đã rất ham mê và có được cô rèn luyện về kỹ năng nghe nói đọc viết, các em đã rất là tự tin trong giao tiếp. Với lòng nhiệt huyết và có tâm với nghề, những năm qua, cô Huyền luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 và 2018-2019. Vừa qua, tại trường tiểu học Tống Phan, huyện Phù Cử, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tập đoàn Nestle Việt Nam tổ chức chương trình Giáo dục dinh dưỡng học đường cùng Nestle cho trẻ vui hơn. Tham dự chương trình có 300 em học sinh cùng các thầy cô giáo và phụ huynh của 5 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh là các trường Tống Phan, Đình Cao, huyện Phù Cử, Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Phụng Công, huyện Văn Giang. Các em học sinh học hỏi được thế nào là dinh dưỡng hợp lý, thuyết trình tranh cổ động về lối sống lành mạnh cân bằng giữa dinh dưỡng và vận động, góp phần thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe học sinh. Đây là chương trình nằm trong sáng kiến toàn cầu cùng Nestle cho trẻ vui khỏe hơn, được thí điểm tại Việt Nam từ năm 2012 và triển khai mở rộng tại nhiều tỉnh thành với cam kết mạnh mẽ cùng những hoạt động thiết thực
chương trình hướng tới mục đích hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và nâng cao tầm vóc thể lực cho trẻ em Việt Nam. Tính đến tháng 10 năm 2019, chương trình đã tiếp cận hơn 30.000 học sinh của 61 trường tiểu học tại 9 tỉnh thành trên cả nước. Mục tiêu của tập đoàn Nestle là giúp 50 triệu trẻ em trên toàn cầu có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Kết thúc giao lưu, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho trường tiểu học Đỉnh Cao và 4 giải nhất cho các trường còn lại. Sáng nay, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với trang hướng nghiệp tập đoàn Good News về tổ chức ngày hội hướng nghiệp, khởi nghiệp và tuyển dụng. Nội dung chủ yếu là trang hướng nghiệp tập đoàn Good News phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức ngày hội hướng nghiệp, khởi nghiệp, tuyển dụng để kết nối giữa các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chương trình được ký kết với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về hướng nghiệp, khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để các bạn trẻ hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, vận động các hội viên tích cực bảo vệ môi trường, ngăn chặn rác thải nhựa. Hội Phụ nữ xã Ngô Quyền hiện có gần 2.000 hội viên. Ngày Chủ nhật hàng tuần, chị em giao quân tổng vệ sinh toàn bộ đường làng ngõ xóm, chăm sóc hoa trên các tuyến đường. Cùng với đó, hội luôn tuyên truyền vận động chị em thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại xử lý rác thải, thu hút hơn 50% gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Để ngăn chặn rác thải nhựa, đầu năm 2018, hội thành lập câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông với sự tham gia của hơn 50 hội viên. Câu lạc bộ đã phát làn đi chợ cho các thành viên, vận động gia đình và người thân thực hiện tái sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa. Cùng với đó, câu lạc bộ đã đặt ra nguyên tắc đối với tất cả các hội viên khi đi mua thực phẩm chín, dưa cà phải mang theo đồ để đựng. Do thói quen xả rác bừa bãi của nhiều người dân xã Hồng Vân, huyện Ân Thi xuống sông Cửu Yên chảy qua địa bàn đã gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền địa phương đã làm rào chắn, tuy nhiên tình trạng người dân đổ rác thải xuống sông Cửu Yên đang gây khó khăn cho hoạt động của trạm bơm Trà Phương. Ngoài rác theo dòng nước chảy từ nơi khác đưa về, thì phần lớn lượng rác là người dân hai bên cầu và họp chợ đã đổ rác trực tiếp xuống sông. Tình trạng trên không chỉ gây tắc nghẽn dòng chảy, khó khăn cho việc lấy và tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của trạm bơm Trà Phương, mà còn bốc mùi hôi thối vì lượng rác nhiều lại ứ đọng lâu ngày không được trục vớt. Trước thực trạng trên, địa phương và ngành chức năng của huyện cần có giải pháp xử lý dứt điểm, trước hết là nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Thân, sinh năm 1980, thường trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Trần Đình Nghị với ông Trần Viết Đương khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2019, tại ngõ nhà bà Trần Thị Mười, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, Trần Đình Thân là con trai ông Nghị đã dùng dao đâm trúng ngực trái ông Đương. Hậu quả ông Đương tử vong tại chỗ. Được biết, ông Đương, người bị hại, là anh rể của Thân. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thân 11 năm tù về tội danh giết người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.